Dự án khu dân cư 11B có tổng diện tích đất thu hồi trên 11 ha, trong đó đất ở trên 3.000 m2, còn lại là đất nông nghiệp và đất công cộng. Tổng giá trị thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 73 tỷ đồng. Đến nay, hạ tầng và các hạng mục điện, đường đã hoàn thiện trên 90%, hứa hẹn tạo một diện mạo mới, cảnh quan đẹp cho phường Tân Lập nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung. Sau khi cái khu dân cư 13B được hoàn thiện về các cái nội dung về giải phóng mặt bằng, hạ tầng và đi đến đấu giá, thì cái diện mạo của phường Tân Lập, đặc biệt là cái nội dung là liên quan đến cái khu dân cư 13B thì được thay đổi đổi mới. Đấy, cái thứ nhất là đã được đồng bộ hóa về khu dân cư. Cái thứ hai là các cái cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện. Đấy, người dân được mua đất trúng đấu giá cũng như là giao tái định cư, có chỗ ở ổn định, đời sống thì được phát triển. Năm 2023 và đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã tổ chức thành công hai phiên đấu giá các thửa đất tại khu dân cư 11B có diện tích từ 300 đến 389,4 m2 trên một thửa, với mức giá khởi điểm từ 5,3 đến 8,5 triệu đồng một m2. Sự thành công của hai phiên đấu giá cho thấy sức hút của thị trường bất động sản đang dần phục hồi. Hiện các khu đất đấu giá xong đã được bàn giao mặt bằng và chủ đầu tư đã bắt đầu thi công các công trình trên đất. Trước đây nó là một khu dân cư thưa thớt, nghĩa là đồi núi với lại ruộng nương nhiều, cho nên là nhân dân ở đây thì cũng hơi bị khó khăn tí, nhưng bây giờ về hạ tầng cơ sở thì làm như thế này là tôi thấy rất tốt. Dự án khu dân cư 11B là một trong 15 dự án dân cư quan trọng của phường Tân Lập. Sự hiện hữu của dự án không chỉ góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố, mà còn góp phần to lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.